Chào các bác đã đến với giấy dán tường thương hiệu Tita. Hôm nay Tita xin giới thiệu đến các bác công trình giấy dán tường siêu to khổng lồ, là một biệt thự rộng hơn 200m² tại quận Tân Phú. Các bác ơi, đây chính là công trình mà Tita chúng tôi muốn giới thiệu đến các bác. Nhìn bên ngoài thôi các bác có thể thấy độ siêu to của nó rồi phải không? Các anh thợ đang vận chuyển giấy vào để chuẩn bị thi công cho công trình to bự này. Trước khi bắt đầu thi công, Tita muốn mời các bác nhìn qua một lần công trình. Nhìn bề mặt tường có thể thấy đã cũ dần theo thời gian, các bác hãy đợi xem sau khi được dán giấy dán tường của thương hiệu Tita nó sẽ như thế nào nhé. Bắt đầu vào công trình, các anh thợ sẽ đi cùng khách hàng xem lại những vị trí cần dán và tư vấn cách thức thi công cho khách hàng hiểu. Sau đó tiến hành đo đạc lại toàn bộ công trình một cách cụ thể. Anh thợ đo công trình này chắc cũng mệt luôn đấy các bác, nó to và bự quá mà. Sau khi đo đạc xong, các anh thợ dọn lại mặt bằng để quá trình thi công được nhanh và gọn gàng hơn. Đồ nghề thi công cũng được các anh soạn ra. Nghe các anh nói, công trình này có độ cao lên tới 7m nên các anh cần phải chuẩn bị lắp ráp một cái thang chuyên dụng để phù hợp cho công trình này. Một anh thì lắp đặt thang, một anh thì lấy giấy dán tường ra cắt và lăn keo trước khi dán. Công việc được phân chia cụ thể, nhìn các anh làm thật chuyên nghiệp phải không các bác? Giấy dán tường là một cuộn giấy tầm 15m² nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Được đóng gói cẩn thận, các anh thợ sẽ cắt giấy theo chiều dài của tường tương ứng, sau đó tiến hành lăn keo. Keo sẽ được phủ đều lên bề mặt giấy. Anh thợ lăn keo tuy nhỏ con nhưng chân tay nhanh thoăn thoắt, nhìn là thấy hai từ chuyên nghiệp rồi các bác à. Cắt giấy và lăn keo vừa xong, cũng là lúc cái thang đã được gắn xong, giờ thì mấy anh dựng lên và tiến hành dán thôi. Các bác nhìn xem, đây là cái thang chuyên dụng độc nhất có 102 đấy các bác, chỉ có thể thấy ở thương hiệu giấy dán tường Tita thôi. Anh thợ leo lên cái thang này cứ như làm xiếc đấy các bác, cứ như những chú khỉ trèo lên hái trái cây đấy các bác, a hi hi. Em nói đùa đấy, thật ra để leo lên được cái thang đứng trên đó đòi hỏi các anh phải là những người thợ nhiều năm kinh nghiệm và đặc biệt không sợ độ cao. Đúng là nhìn những công trình như thế này các bác mới có thể thấy muốn mang đến một công trình đẹp đến khách hàng đâu phải là chuyện dễ đâu các bác nhỉ. Anh thợ đứng trên độ cao gần 7m mà không chút gì run sợ, tay vẫn thoăn thoắt đặt từng tấm giấy lên tường thật chuyên nghiệp đấy các bác. Các bác nhìn xem có cả máy canh tọa độ, mấy anh thật chịu đầu tư, đấy có cái máy này mà canh thì còn gì bằng, giấy dán ra sẽ thẳng. Đều cộng với tay nghề lâu năm của các anh chắc chắn là đẹp rồi. Các bác biết không, với những công trình đẳng cấp thế này khách hàng đòi hỏi chất lượng tính thẩm mỹ rất cao. Từ chất lượng giấy phải đạt tiêu chuẩn về độ an toàn sử dụng, độ bền màu theo thời gian rất nhiều thứ. Nhưng các bác yên tâm, với 20 năm kinh nghiệm trong việc phân phối giấy dán tường, thương hiệu giấy dán tường Tita của em có đầy đủ các giấy chứng nhận đáp ứng mọi yêu cầu khó nhất của khách hàng đề ra. Chúng em bảo hành lên đến 3 năm, người ta có câu vàng thiệt không sợ lửa mà các bác, a hi hi. Điều quan trọng các bác thấy, các anh thợ đang thi công tay nghề phải nói là không chê vào đâu được đấy, kinh nghiệm toàn trên 10 năm. Các thao tác thi công của các anh rất nhanh và chuẩn, các góc cạnh được các anh cắt rất cẩn thận để có thể đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình. Giấy dán tường chất lượng, thợ thi công tay nghề cao thì em chắc chắn sẽ không bao giờ làm khách hàng thất vọng, các bác cứ yên tâm ở em. Và bây giờ các bác hãy cùng nhìn công trình sau khi hoàn thành như thế nào nhé. Đúng là khác xa, ban đầu chỉ có thể kết luận sang trọng đẳng cấp không gì bằng, đúng không các bác? Công trình sau khi hoàn thành, các anh cũng không quên thu dọn tất cả giấy thừa và tiến hành vệ sinh lại nhà cho khách hàng trước khi thu dọn đổ về. Đến đây, thương hiệu giấy dán tường Tita cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã tin tưởng chọn giấy dán tường Tita để trang trí cho không gian sống của mình.